Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách này cô chú chị. Đó, con bò Bosin chữa nè ha. Đó, giờ đi giao cho khách. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình ảnh của hai con đực ha. Đó, hai con đực này thì lỡ bò nè cô chú anh chị, một con bên kia thì 8 tháng mấy tuổi, còn con bên đây 9 tháng ha. Đó thì con bên đây thì em đo chiều cao là với nó dao động chiều cao 1m24 25 26, còn con bên kia thì 1m2 1m21 của chú chị đó. Nhưng bò này lực lạc của mình thì rất hay ha. Đó thì của chú chị nào thấy hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp. Đây của chú chị cắp mình thì dài đòn tướng tá nè, đây chân móng này của chú chị. Nói chung thì hai con bò này thì xương sóc khá to ha. Đó chân móng hoàn thiện, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Thì anh chủ nhà cũng bán hai bò với giá là 45 triệu. Đó cô chú chị nào thấy hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó bò này cũng lỡ bò nghe cô chú chị, con này 9 tháng nè, con này thì 8 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đây đít nè, đó đít hai con nè cô chú chị, hết thang không. Đó bây giờ 22 triệu mấy trăm một con, bây giờ con nào cũng lấy chà bá luôn cô chú chị. Đây lưng đít nở nè, đít nở dài nở nè ha. Đó đây đít nè cô chú chị, đít lưng nè, con này chiều cao là 1m25 1m26 nè cô chú chị, lưng nè. Đó lưng thì cũng lưng đôi ha, đít nở dài nở. Đó thì cô chú chị nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Nói chung hai này thì chịu móng sò không nghe cô chú chị. Đó con này thì F2 ha, con kia thì F1. Nó chân móng nè, không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó này nói chung trước khi hình em cũng thương lượng xuống giá cho bà con hết rồi. Đít nè, hết biết cái đít không? Đó. Đây, thân lưng này của chú chị. Nó đít nở dài nở ha. Con này thì đầu trụi, con kia thì lút sừng. Đây mặt bài này của chú chị, nó mặt cục này, ha, miệng chậu phía sau này hướng xe ra coi. Đó, con kia nè, mặt cũng lỡ bò ha cô chú chị. Đó thì chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 45 triệu ha. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đó con này chiều cao 1m25 1m26, còn con bên kia chiều cao 2m21. Đó bò 45 triệu chà bá luôn cô chú chị. Đó đây nó hai con này, nói chung thì hai con này thì lực lạc nha cô chú chị, đít nở dài nở, xương sóc thì khá to ha, con nào cũng lấy xương sóc khá to nè. Đó cô chú chị thấy không, nó chân móng thì chân móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó thì cô chú chị nào muốn gặp anh chủ nhà, đó thương lượng tiền xe tiền cộ thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình thương lượng tiền xe tiền cộ ha. Đây cô chú chị, đó sân lưng chân móng nè cấp mình nè, con này thì dài đòn khỏi nói ha, hai con đực này thì dài đòn khỏi nói luôn của chú chị, con nào cũng lấy dài đòn binh lực ha. Nếu con này thì F2 rồi coi. Đó, con này là cấp mình đó nè. Đó, cái dài của nó đứng, cái dài của nó nở ra nè chú chị. Đó giá là 45 triệu, nó tướng tá dài đòn nè thấy không. Đó thì cô chú chị nào thấy hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ tươi và 7 giờ tối hàng ngày. Đó bà con nào muốn mua bò vú béo, bò sinh sản giờ 20 giờ đó ưng thì điện cho em ha, không ưng thì con ủng hộ cũng được. Nó xương sóc chân móng hoàn thiện của chú chị, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai đực lỡ này thì em gửi đến đầy đủ cho chú chị mình rồi. Đó thì chú chị nào muốn mua hai đực lỡ thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay, để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị mình hình ảnh của 4 con đực 3B ha. Đó của chú chị, đó hai con bên kia thì 5 tháng mấy tuổi của chú chị, còn hai con bên đây thì 6 tháng mấy tuổi nè. Đó thì chú chị nào
số điện thoại để tầm hình. Đây con này là chiều cao 1m18. Con này chiều cao 1m18 con chú anh chị. Con này chiều cao 1m15. Con này chiều cao 1m14. 1m14 của chú anh chị. Con này thì chiều cao nó 1m09, 1m1. 1m09 tới 1m1 của chú anh chị. Lông bị gì ta? Bò này cái lông bị gì ạ? Cái lông bò này nè. Lông sao nó sười sười vậy? Không lẽ thay lông? Mẹ liếm hả? Cái này thì chỉ nó rụng lông thôi nghe cô chú chị, chứ không có bị gì ha, không có thẹo thùng gì hết trơn á. Đó thì cầm nhỏ này nè. Chủ nhà bán giá là 36 triệu của chú anh chị. Đây đít nè. Đó, nó dùng chung dòng 3B thì đít khỏi nói rồi. Đó, cầm nhỏ này giá là 36 triệu ha. Thì của chú chị nào muốn mua hai bò nhỏ này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nói chung thì 3B mà thì xương sóc nè. Nó cũng chung chung bò ha. Nhưng mà sóc xương sóc này cũng to nè của chú chị. Chừng móng sò không. Đó, chủ nhà bán cầm 3B này giá là 36 triệu. Đó, chị xuống để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Trên chiều cao thì em đo là mấy con này là giật lại con phân hay phân hết trơn này của chú chị. Đó con này thì chiều cao con 1m14, con 1m79, 1m1 của chú chị. Đó giá là 36 triệu ha. Thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đây đít nè cô chú chị. Đó đít nở dài nở không em, nói chung thì mấy 3B này thì đít nở dài nở không cô chú chị. Con này con lấy nè. Đó đít nở dài nở ha. Đó hai con này là giá là 36 triệu. Cô chú chị nào thấy ưng hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây lưng nè. Đó lưng lưng dài nở nè nghe cô chú chị. Nói chung thì 3B nó đít thì con nào mấy khỏi nói cái đít đi, con này có bông nè, nó bông bụng bông chân nè ha. Đó con chú chị thấy không? Đó đây còn cặp lớn, đây cặp lớn này chú chị, cặp lớn này giá là 40 triệu ha. Đó thì chú chị này thấy ưng cặp bự này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Nói cặp đực thì dài đòn khỏi nói luôn chú chị. Nói chung mấy bò này em quan sát là chân móng sò không á. Đó, hai mấy bò này là chân móng sò không em cô chú chị. Cặp mình nè. Đó, cặp mình nè cô chú chị. Tướng tá là thấy không? Nói chung hai con lớn này xương sóc cũng to nha cô chú chị. Nó thì em quan sát thì không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây chân móng nè ha, chân móng sò nè. Đây cắp mình nè thấy không. Nó nói chung hai con bự này thì dài đòn khỏi nói luôn cô chú chị. Đít con nào con ấy à. Quá gì đây, đít nè. Chú chị coi đít nè thấy không. Đít nở dài nở nè. Đó nói chung thì bò này có cột rồi. Đó nói chung thì bò này có cột rồi ha. Nó có cột này mấy bữa mình chỉ dám cột lắm. Nhưng nó cũng hơi rõ rõ bò này. Cái bò này cột thần thì nó sẽ không rống nữa, nó sẽ ăn uống mạnh nó sẽ phát lên cái gì. Mắt sữa mẹ nó rống. Nên nhìn nó không có đây nè, lưng cháo à. Đó lưng thì lưng đôi ha. Đó thì cặp lớn này giá là 40 triệu thì của chú chị này lên cặp lớn đó. Đứng nó rắm không nghe. Cũng cặp mình nè, rất đẹp nguyên của chú chị. Đó thì của chú chị nào thấy ưng, nếu mua ưng 4 con thì mua 4 con ha. Đó mua ưng 1 cặp thì mua 1 cặp. Đó cặp lớn thì 40 triệu, cặp nhỏ là 36 triệu.
Đó, nói chung tức ghi hình em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. Đây đít xương sóc thì cầm lớn thì xương sóc cũng khá to của chú chị. Hay đít lưng nè. Đó, nói chung thì hiện tại bây giờ bà bê thì nó mắc hơn kem những triệu mấy 2 triệu con con ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của 4 đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào muốn mua 4 đực thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm mình. Đó, cặp nhỏ này thì giá là 36 triệu ha, còn cặp lớn giá là 40 triệu. Đó thì cô chú chị nào ưng cặp nào bắt cặp nấy ha. Chị không có nào bị ốp xe là xuống đúng. Đó thì hình ảnh và giá cả của 4 đực này em gửi đến cho cô chú chị xong. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng 4 đực này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó, cặp nhỏ thì giá là 36 triệu. Đó thì hình ảnh và giá cả em cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Và để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.